Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì sẽ có một đoạn movie nhỏ ghi lại những cái thành tích, những cái kỷ niệm của một năm vừa qua. Nhưng mà trước khi xem đoạn movie đó thì cô Trang muốn kể cho các con nghe một câu chuyện. Các con lắng nghe không nào? Và sau câu chuyện đó cô sẽ có một câu hỏi, và cô xem là những bạn nhỏ nào rất thông minh có thể trả lời được câu hỏi của cô. Bây giờ thì em có thể nhờ một phụ huynh đóng hộ em cái cửa kia để em có thể yên tĩnh kể câu chuyện đó cho các con ạ.